mà bây giờ con không thích nữa. Con sợ lắm mẹ. Con không thích bố ghẻ đâu. Bố ghẻ sẽ đánh con đấy. Mẹ không được chơi với bác Đông nữa. Mẹ thề đi, mẹ thề đi. Rồi, mẹ không chơi với bác Đông nữa. Bao giờ Cà Rốt thích bác Đông thì mẹ mới chơi với bác Đông, được chưa? Không, con không bao giờ đồng ý đâu. Ừ, thế thì không chơi với bác Đông nữa luôn. Mỗi tội là Cà Rốt có bạn thân, mẹ không có bạn thân, nên là hơi buồn một tí. Không phải con không thích bác Đông, vì nếu mẹ thân với bác Đông xong ấy, mẹ với cả bác Đông có em bé, rồi con sẽ bị ra rìa, con không muốn. Bác ơi, bác cứ để cháu với anh Phong làm cua. Bác đang đau lưng, bác vào nghỉ ngơi đi ạ. Ừ. Chị sếp con nói đúng, không sao cái gì biết nữa. Này, mẹ vào nghỉ ngơi đi, để sếp của con xuống bếp làm đồ ăn cho mẹ nha. Anh Phong ơi! Hả? Ra đây em nhờ một tí. Em bảo. Sao đó? Ôi! Sao còn y nguyên vậy? Ôi! Bây giờ làm như nào? Tưởng trốn luôn rồi. Hôm qua gọi điện. Em ra ngoài cổng đây, giúp em. Bố cả ngày chơi cả nhã, làm thơ xong mà thưởng trà, đúng là như tiên ấy. Dùng đi. Ông bố ạ. Này, bộ ấm chén mới của ông đồ hiếm đấy, đặt mãi người ta mới giao. Bà dâu là thích trà lắm ấy. Ừ. Ok. Công nhận đẹp thật đấy. Ừ. Để cháu cất đi cho. Ok. Cái thằng Hoài, mang ấm chén của tôi đi đâu? Ấm quý, cháu sợ vỡ cháu cất đi rồi. Bố ơi, bố đứng lên con nhờ tí. Ông đứng lên đi ạ. Ok. Con anh hôm nay nó làm sao ấy nhỉ?